Làm thế nào để website của bạn lên top tìm kiếm của Google? Sẽ có hai cách để website của bạn lên top tìm kiếm Google. Cách thứ nhất là dùng tiền để chạy quảng cáo. Cách này thì ngay lập tức website của các bạn sẽ lên được top Google thông qua các cái kết quả tìm kiếm thông qua từ khóa của các bạn. Cách thứ hai đó là chạy bằng cơm, hay được gọi là làm SEO. Làm SEO ở đây có nghĩa là tối ưu công cụ tìm kiếm của Google bằng cách là tối ưu các cái website của các bạn để website của các bạn sẽ lên top tự nhiên nhất. Và cách này thì sẽ lâu hơn nhưng mà sẽ bền vững hơn, bởi vì nếu như chúng ta dùng bằng tiền thì ngay khi chúng ta kết thúc quảng cáo thì website của các bạn sẽ không còn ở trên top nữa. Nhưng một khi website của bạn làm SEO lên top thì chúng ta sẽ được mãi ở trên top tìm kiếm của Google và nó sẽ rất là bền vững. Vậy tôi khuyên các bạn hãy quan tâm đến SEO. Còn tất nhiên chạy quảng cáo nếu chúng ta cần thiết chúng ta vẫn có thể chạy. Vũ Hồng Thức, chuyên gia Internet Marketing.